Theo trang thống kê thời gian thực của odometer.info, tính đến chiều ngày 2 tháng 6, thế giới hiện đã ghi nhận hơn 171,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó đã có hơn 3,5 triệu ca đã tử vong vì dịch bệnh. Ấn Độ, Mỹ, Brazil là ba nước đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tính từ đầu dịch cho đến hiện nay. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện đã hơn 34,1 triệu người và số ca tử vong là 610.000 ca. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 28,3 triệu ca nhiễm, bao gồm 335 người đã tử vong. Bỉ đã thông báo sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối với hệ thống cấp chứng nhận về COVID-19 của Liên minh châu EU nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân trong mùa hè này. Ủy ban châu EC ngày 1 tháng 6 cho biết 7 quốc gia đã và đang trong quá trình cấp hoặc kiểm soát chứng nhận về COVID-19, gồm có Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Croatia và Ba Lan. Các quốc gia này đã kết nối với nền tảng của EU và bắt đầu cấp giấy chứng nhận đầu tiên. Ủy ban phối hợp phòng chống COVID-19 của Bỉ dự kiến nhóm họp vào ngày 4 tháng 6 để xác định rõ cách thức thực hiện. Kể từ khi bùng phát làn sóng thứ 3 dịch COVID-19 từ đầu tháng 4 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 136.599 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Cùng với việc tích cực dập các ổ dịch trong nước, chính phủ Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ dòng người từ Campuchia đổ vào tỉnh biên giới phía đông Sakaeo gần đây do lo ngại nhiều người trong số đó có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình COVID-19, viết tắt là CCSA, Tawasilip Visanuyothin cho biết, trong ngày 1 tháng 6, CCSA đã thảo luận về tình hình ở Sakaeo, nơi có tới 1.000 người từ Campuchia qua các trạm kiểm soát chính thức. Theo quan chức này, ít nhất 10% trong số đó được cho là đã bị nhiễm bệnh. Những người được xác nhận mắc COVID-19 sẽ được đưa đến bệnh viện hoặc bệnh viện dã chiến. Sau 2 ngày giảm về mức trên 6.000 ca, ngày 1 tháng 6, số ca nhiễm mới tại Malaysia đã tăng trở lại lên mức 7.105 ca. Đây cũng là ngày đầu tiên Malaysia thực hiện phong tỏa toàn diện để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thông báo ngày 1 tháng 6, Bộ Y tế Malaysia cho biết, bang Selangor tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất cả nước với 2.068 ca. Để ngăn chặn sự gia tăng của dịch bệnh, Malaysia đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện trong 2 tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, chỉ mở cửa đối với các lĩnh vực kinh tế thiết yếu. Đối với lĩnh vực xã hội, ngày 1 tháng 6, Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia quyết định bổ sung thêm quy định cấm trẻ em dưới 12 tuổi ra nơi công cộng trong thời gian phong tỏa toàn diện. Ngày 1 tháng 6, báo Khmer Times có bài tổng kết về tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia sau 100 ngày kể từ sự cố cộng đồng ngày 20 tháng 2 làm bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 tại nước này. Tính đến nay, dịch bệnh đã lan rộng ra tất cả 25 tỉnh, thành của Campuchia, làm hơn 30.000 người nhiễm bệnh và 220 người tử vong. Trong thời gian qua, cùng với nỗ lực dập dịch bằng nhiều biện pháp như phong tỏa, giới nghiêm, hạn chế đi lại giữa các địa phương, phân vùng màu vàng, vàng đậm và đỏ, Campuchia cũng xác định chỉ có tiêm vaccine phòng COVID-19 mới giúp được nước này thắng dịch để hồi phục kinh tế.